Đối thủ Khánh Vân tại Miss Universe khóc lóc xin lỗi về sự cố và miệng, đây là bài học để đời của tôi. Alina Sản cô đại diện Nga tại Miss Universe 2020 lên tiếng xin lỗi vì sở căng đan kỳ thị đối thủ. Cách đây ít ngày, Alina Sản cô đại diện Nga tại Miss Universe 2020 đã có một buổi lấy dễ ảm trên mạng xã hội bên cạnh ekip của mình. Tuy nhiên, ngoài việc chia sẻ về dự định chinh chiến sắc đẹp thì đoạn video nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vì chứa những lời nói kỳ thị màu da, giới tính và sắc tộc khiến người hâm mộ bức xúc. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng những bình luận chê bai các đối thủ một cách thẳng thừng khiến fan sắc đẹp rất khó chịu. Trong khi đại diện đến từ Albania đó là mẹ mở tủ cả đang được đánh giá là một trong những đối thủ mạnh nhất khu vực châu Âu thì Alina Sản cô lại cho rằng đối thủ mình giống người chuyển giới. Kể cả đại diện Argentina cũng nhận được sự chê bai tương tự. Alina Sản cô bày tỏ lời xin lỗi tới các đối thủ. Không chỉ kỳ thị giới tính, top 12 Miss World 2019 còn rất khắt khe khi ví von đại diện Ghana, Canada, Kosovo, đảo Virgin Island trông xấu xí và đen nhẻm. Trước những lời chê bai đó, khán giả tỏ ra rất bất bình và lên tiếng tẩy chay đại diện Nga tại mùa giải năm nay. Thậm chí, người hâm mộ còn gửi thông tin về sở căng đan này đến ban tổ chức của Hoa hậu Hoàn Vũ. Đứng trước sức ép của dư luận, cũng như muốn gỡ lại hình ảnh của mình khi cận kề ngày thi thố, Alina Sản cô đã quay clip chính thức công khai xin lỗi. Cô lên tiếng vì không thể tiếp tục im lặng, thừa nhận nợ người hâm mộ một lời giải thích, đặc biệt là lời xin lỗi đến những hoa hậu bị chê bai trong buổi lấy dễ ảm. Cô trải lòng, các bạn thân mến, bài phát biểu này nằm ngoài khuôn khổ cuộc thi. Tôi ngỏ lời với các bạn vì tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa. Tôi nợ các bạn một lời giải thích. Tôi phải xin lỗi tất cả những người đã bị xúc phạm. Trong đoạn video, Alina Sản cô thừa nhận rằng cô đã rất sai lầm khi không ngăn chuyên viên trang điểm phát biểu một cách tiêu cực và đó là một cơn ác mộng. Ngoài ra, cô cho biết thêm, hoàn cảnh hiện tại lúc này tôi phải nếm trải sẽ là một bài học khắc nghiệt đối với tôi và tôi đã học được một điều quan trọng, bây giờ tôi. Sự việc này là một bài học đắt giá. Tôi đã học được một điều quan trọng sử dụng tiếng nói để bảo vệ phụ nữ. Sau khi thành công ở cuộc thi Miss World 2019 với thành tích top 12 chung cuộc, Alina Sản cô được kỳ vọng sẽ là nhân tố nhiều tiềm năng tại Miss Universe 2020 nhưng chính sở căng đan lần này ít nhiều sẽ khiến cô gặp không ít trở ngại cho cuộc chiến sắp tới. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.